Hello, đang chuẩn bị đi lên chỗ Sun God ăn sáng nha mọi người ơi. Đó. Hai cha con ngồi trước rồi hay đó. Oh, story. Chút xíu mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Trên đây rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ mình đã đến cái nhà hàng này rồi. Nhà hàng ở ngay trên đồi chỗ có một lần mình có quay cho các bạn xem đó. Chỗ chơi God đó các bạn. Giờ chuẩn bị đi cho ăn sáng nha. Ăn sáng ở đây thì các bạn có thể nhìn toàn cảnh Sun God đó. Nhìn toàn cảnh Sun God và nhìn ra biển luôn nha, ngắm biển. Đó, người đẹp của biển đây. Rồi, còn chú tiểu này đang ngồi say đắm với các abad. Ôi, cái cây này đẹp chưa? Cái này cây thiệt hay cây giả em? Dạ, cây thiệt chị. Cái này cây gì đó em? Dạ, cây phát tài. Chinese New Year is like to buy this. Every people also that buy à? Like the... No, trọng phần bò này này các bạn ơi, 580.000 phần bò này đang ngon hot đây. Mình uống nước này. Đó, bé đó thì uống nước đó. Đẹp quá. Đang quay chứ không có chụp đâu. Trong khi chờ đợi thì mình uống nước đỡ đi nha các bạn ơi, chuẩn bị đồ ăn ra tới đây. Wow. Đây là của bạn mình, phần ăn sáng của bạn mình. Còn đây là của thằng cô này. Vậy đó không được. Vậy đó hả? Để không nào. Rồi, con ăn đi nha. Quá trời ngon luôn. Đây là bò, đây là spaghetti à? Mì Ý đó các bạn ơi. Wow, còn đây là hai phần bò của hai đứa mình đây. Rất là hấp dẫn luôn nha các bạn ơi. Phần này giá 580.000 đây. Ê, rẻ hơn cái bữa tối mình ăn đó. Phần kia 800 mấy á, mà nhỏ xíu à. Wow. Ngon quá, ngon quá.